sai luôn. Sai luôn hả? Dạ. Đẹp trai nhất mà sai trời. Tại vì em thấy cao anh. Em thích người cao á anh. Anh cao nhất, trong hồi đó anh cao nhất mà. Cao nhất hả? Vậy anh là người ở bé ngoài đúng không? Đúng rồi, để có vỏ. Vậy là em đoán đúng, anh đoán sai rồi. Ờ, đoán sai đó. Sao rồi, đồ ăn ngon không? Dạ, đồ ăn ngon. Hẹn hò được gì chưa? Quan điểm về hôn nhân của em như thế nào? Quan điểm hôn nhân của em á là xác định quen là xác định cưới. Ví dụ mình dự tính là 1 năm. Ừ. Mình thấy 6 tháng ổn rồi thì cứ cưới luôn đi. Ừ. Đừng có do dự nữa. Ừ. Tại vì hồi nãy chị vừa đi ra chị nghe em giới theo em mét là cô này đòi 4 năm hả? Đòi 4 năm. 4 năm lâu quá. Ừ, lâu quá. Ai đâu mà rảnh mà đợi 4 năm. Ờ, không rảnh. Còn nếu mà căng thẳng nữa thì anh vô nhà anh hỏi thẳng má anh luôn. Anh vô nhà anh hỏi thẳng má anh luôn. Ừ, đó, đúng. Nhiều khi không mà con gái người ta có quyền người ta nói em ơi, cứ là nói cho nó có giá thôi. Cái này mới quan trọng nè. Theo em nè, lấy nhau về thì trong hai vợ chồng ai sẽ là người quản lý tài chính? Em nghĩ chắc em. Ừ, em nghĩ sao? Vợ hay chồng? Em công khai em được hết. Em công khai được hết. Ừ. Không có giữ lại cho mình nhiều hết hả? Ví dụ như là em cần tiền xài thêm đi thì chủ nhật á em đi chạy xe phụ chị em. À, kiếm tiền thêm thầy. Trời đất, còn tiền nhiêu làm đưa vợ hết. Thường thường là em làm toán dữ vậy cha. Thường thường là em làm, ví dụ em làm hết được 18 đi. Ừ. À, 18 đó anh học em không xài. À. Uống ăn chơi không xài. Là đó vậy em cất không để dành không á hả? Vậy chắc để dành cũng nhiều tiền rồi ha. Cũng được. Cũng được. Thôi vậy cũng được rồi, đừng đòi hỏi cao. Ăn thua là ta nói cái sự dẫn dắt khôn khéo của hai vợ chồng. Ừ, hôm nay em đi với ai? Có trục chặt là đúng là em phải đi tới đúng giờ. Nhưng ừ. mà em đi nửa đường thì cái xe con của công ty bị chết máy. Ừ. Rồi em cũng không liên lạc được với mẹ luôn. Trời là em hẹn mẹ rồi là mẹ hứa đi rồi. À. Nói là có cái chị cắt tường đó phải không? Để gặp chị rồi hỏi thăm chị. Rồi cuối cùng trục chặt. Cũng mến lắm mà trục chặt. Mẹ không đi được luôn. Ừ. Trời tiếc ghê. Còn em, hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với chị gái em ạ. Chị gái. Rồi mời chị gái vô ạ. Chào chị, mình giới thiệu cho bản thân mình trước đi chị. Chị tên gì? Dạ em chào chị Cát Tường. Rồi. Dạ em tên là Hoa, em là chị lớn của bé Vi. Chị lớn. Rồi dạ. Sao chị chưa chịu ngồi ở đây? Dạ tại vì em đang còn học thạc sĩ với chị. Ồ, em mình... còn ham chơi ham học. À, dạ. Mình học. Và hôm nay thì chúng ta sẽ gặp gỡ một cặp đôi, họ cũng sẽ chia sẻ câu chuyện tìm kiếm tình yêu và hạnh phúc của cuộc đời mình. Chàng trai đã ngồi đây rồi. Bây giờ Cát Tường sẽ ra ngoài và đưa cô gái vào đây quý vị nha. Rồi, hai bước nữa thôi, cái ghế bên trái rồi. Mở mặt nạ ra hai bạn ơi. Mình ngồi vào vị trí rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu lớn to rõ cho đối phương có thể nghe được. Mời em trai giới thiệu trước. Chào chị Cát Tường, chào tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Phúc Tuấn Hòa. Sinh ngày 20/11/1988. Hiện tại là em đang làm công việc gì? Hiện tại em làm kỹ thuật viên của điện tử. Rồi mình đang sống với ai? Em đang hiện tại đang sống ở nhà với cháu. Ba mẹ ở đâu? Ba mất lâu rồi, mẹ ở chung cư. Mẹ ở chung cư mà mình không ở chung với mẹ. Đúng mình rồi. Ở với cháu. Mấy anh chị em? Một chị một anh. Là có gia đình hết rồi, còn mình dạ, mình thôi có phải rồi. Không? Còn mình em thôi. Quê em là ở đâu? Em là gốc Huế nhưng mà sinh ra và lớn lên ở Bình Thạnh. À, đó là thông tin của bạn trai ha. Giờ tới phiên mình. Dạ chào chị Cát Tường, chào bạn trai đối diện và chào toàn bộ ekip ạ. Dạ em tên là Lương Hải Vi ạ. Năm nay em 27 tuổi. Em hiện em sinh ra và lớn lên ở thành phố luôn ạ. Rồi nhà đông anh chị em không? Dạ nhà có 4 chị em gái ạ. Rồi lấy chồng hết chưa? Dạ chưa. Em là thứ mấy? Dạ em thứ ba, có một người chị cả nữa. Có người chị cả mà dạ, chị hai đứa em nữa. Chị chưa lấy chồng dạ, luôn? Dạ đúng. 4 chị em gái. Trời dạ. Ơi 4 trái bom nổ chậm. Dạ. Hiện tại em đang làm công việc gì? Dạ hiện tại em đang làm nhân viên siêu thị ngành hàng. Ngành hàng rau quả chị. Nhưng mà em sẽ làm theo ca cố định là buổi chiều. Wow, vậy là đi dạ. chơi rồi. Ví dụ vừa có bộ đi chơi, bạn trai đi giờ nào nè? Dạ ngày ốp. À, một tháng được ốp mấy ngày? Dạ 4 ngày ạ. Vậy cũng được, có như tuần bình quân cũng có được ngày đi chơi. Dạ. Còn em, giờ giấc làm việc em sao? Em là làm giờ hành chánh, chỉ ở cuối tuần, chủ nhật. Còn nếu như mà bạn gái bên kia mà muốn em nghỉ thứ ba thì em phải thu xếp nghỉ thứ ba. Muốn em nghỉ ngày nào thì em sẽ nghỉ ngày đó. Nhưng mà bù lại là công việc của em là không tính vào tính ca, mà công việc em tính là tính việc. Lương là theo năng lực. Lương là theo năng lực, mà hiện tại lương đủ sống không? Năng lực có ổn định không? Ổn chị. Rồi bữa nay sao? Hồi ơi đem bánh mì theo chi vậy? Bánh dạ. Món bánh mì đó ý nghĩa gì? Dạ bánh mì này là gắn bó với cuộc sống em hàng ngày á chị. Nè gia đình em buôn bán nhỏ lẻ kinh doanh bánh mì á chị. À. Bị
ngoài nó thiên tuy nó khô khan nhưng mà ở trong nó là ấm áp. Rồi một chút xíu nữa thì mở cửa trái tim, em sẽ tặng quà này cho người bạn trai của mình nha. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì Hòa? Điểm mạnh của em là biết nấu ăn, nhiệt tình với công việc, nhiệt tình, vui vẻ, vui vẻ. Còn điểm yếu của em là nhậu vô hơi lầy. Em ít nhậu lắm, trung bình một tuần nhậu lần vào thứ bảy cuối tuần. À, đó là chỉ được được nghỉ. Rồi, thôi cũng được, còn thanh niên mà. Nhưng mà lúc lầy là làm gì, sao gọi là lầy? Như em đang ở nhà đi, em nhắn tin là dạ, anh muốn gặp em, anh đang đứng trước nhà em nè. Vậy đâu có gì đâu lầy, cái gì đâu lầy. Lầy mà mình nhậu mà mình la hét phá phách gì đó. Em phải giữ sĩ diện của em nè. Giữ sĩ diện, biết giữ sĩ diện là chưa có lầy. Rồi còn em, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em là vui vẻ, giống như là cái suy nghĩ của em không có gọi là vô tư á chị. Em là tính em cũng hay tiết kiệm đó chị. Tính em cũng thuộc tiếp người gia đình đó chị, cũng biết quan tâm tới gia đình. Dạ, khuyết điểm của em là khá thẳng thắn và nóng tính. Em cũng nhút nhát, không có quyết đoán và em cũng hay quên mù đường đó chị. Về tình trường thì sao? Mình trải qua mấy mối tình rồi? Em cũng không có tình trường nhiều, cũng không có mối tình nào sâu đậm á chị. Toàn là yêu đơn phương không à. Thích người đó nhưng mà người đó cũng ly dị vợ đó. Mẹ em không cho tiến tới. Yêu đơn phương dạng như là tại vì lúc mà em làm cho siêu thị em có thích một cái anh quản lý đó, nhưng mà ảnh làm được có mấy tháng rồi. Mà anh có biết mình thích ảnh không? Dạ, anh cũng biết rồi. Mà anh né hả hay là anh có bạn gái? Dạ, rồi anh có bạn gái rồi, nhưng mà ảnh lúc đó ảnh cũng, em cũng nhắn tin quan tâm, ảnh cũng nhận đó chị. Trời, rồi bao lâu mới hết cái mối tình đó? Dạ, tại vì ảnh làm quản lý của em cũng được mấy tháng, 3-4 tháng rồi, rồi ảnh nghỉ rồi. Cũng từ đó là em cũng không dám nhắn tin với ảnh nữa, tại vì em thấy cũng kỳ, ảnh cũng có bồ rồi. Nó không nên nhắn tin với ảnh nữa. Dạ. Rồi còn cái mối mà gia đình không chịu là sao nữa? Cái mối này vợ đã quen được bao lâu? Dạ, là em có quen cái ông đó là người Trung Quốc. Thì em cũng một thời gian cũng nói chuyện, rồi ổng cũng rủ em đi xem phim. Nhưng mà sau lần xem phim cái ổng tỏ tình với em. Cái em thấy sao nhanh quá, mới có coi phim mà tỏ tình rồi kỳ quá. Xong rồi lúc đó em cũng có chuyện gì tâm sự là em cũng nói với mẹ em hết. Rồi nói mẹ em, rồi mẹ em chửi em. Mẹ em nói mày là còn con gái mà không nên quen đàn ông đã có vợ, ly dị vợ rồi. Nên em cũng đứt gánh. Đứt gánh luôn. Dạ. Nghe cũng bi đát quá ha. Trái ngoè, trái ngoẩy không nghe người ta kể chuyện tình yêu mình toát mồ hôi vậy cưng. Tình trường bên đây sao? À, em thì quen một người. Một người một? Một người quen lâu, quen 4 năm. 4 năm. Trước đây em là đầu bếp. Em làm nghề bếp. Em theo nghề bếp được 8 năm. Thì em cứ đi làm thôi thì một tuần em được nghỉ một ngày. Có những nơi thì một tháng mới được nghỉ một ngày. Thành ra em không có thời gian nhìn gì cho bạn gái. Thì bạn gái cứ đi với đồng nghiệp. Thì em cũng chấp nhận. Ủa đi chơi với bạn trai hả? Đúng rồi, chơi với bạn trai đồng nghiệp á, trai gái gì đó. Rồi chơi chung rồi tụi nó quen nhau luôn. Rồi, thì xong. Em cũng im luôn. Chứ mà đi làm bạn ấy là... nói cho em biết hay là em phát hiện hay là như thế nào? Tự động thời gian rồi làm mình hiểu ra. Cái tình là không muốn quen nữa. Vậy thôi. Nhưng mà qua điều đó thì em có rút ra được cái gì không? Kinh nghiệm gì không? Thì do em chắc là em bận quá, đi làm quá. Bây giờ là em mới không làm người bếp nữa. Thật ra nó không phải là ở bên nhau bao lâu mà quan trọng mình có thật sự quan tâm nhau hay không. Dạ. Mình quan tâm như một cái hỏi han, chăm sóc, gọi điện, nhắn tin đúng lúc, đúng cái lúc mà người bạn gái mình cần, người bạn trai mình cần. Nó rất là quan trọng. Rồi, bây giờ em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ, bạn trai hơi cao hơn em một xíu, khoảng chừng 1m7, tại vì em lùn quá. Em cao 1m56. Em cao nhiêu? Dạ, 1m73. Rồi, quá chuẩn. Dạ, kiểu như là bạn ấy là không được vũ phu chị. Không được vũ phu, không được gia trưởng quá, không tính toán chia ly với em quá. Nhưng mà được cái là em cho bạn trai là nhậu. Nhậu nhưng mà biết điểm dừng thôi chị. Đừng có nhậu mà bợm quá. Dạ, em sợ em có biết nhậu không? Dạ, ít chị. Rồi có nhậu chung bạn trai được không? Dạ cũng được. Tâm sự thật ra chủ yếu là ngồi. Dạ. Tâm sự chia sẻ với nhau. Dạ, đúng không chị? Chứ thật ra thanh niên đàn ông mà cái gì cũng muốn biết hết trơn. Nó cũng mai mốt lấy mình về nó mới đi tìm hiểu mà còn nguy hiểm hơn. Còn bên đây sao? Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Mẫu người lý tưởng của em là không quá ốm mà không cũng mà cũng không tròn quá, cũng mỉm mỉm thôi. Mỉm mỉm thôi. Với lại bạn nữ bên kia mà biết uống bia thì quá tốt. Bia ra hai đứa ngồi uống và hát hỏi nhau. À, tình cảm. Đúng. Sao thấy quan điểm anh chia sẻ vậy thấy được không em? Dạ cũng được. Cũng được phải không? Hợp gu phải không? Ok. Rồi đâu coi hình ảnh coi có đem hình theo không? Em có đem hình không? Dạ có. Đưa chị coi. 4 cô đó chọn một cô. Ai cũng chọn. Wow, ba anh này chọn một anh.
có gợi ý gì không chị? Đẹp trai nhất. Đẹp trai nhất. Tự tin thế ớn luôn. Chắc em nghĩ cái anh bên ngoài cũng... Anh nó đẹp trai nhất đó hai em. Dạ, nhìn anh cũng được. Cô này. Tại sao chọn cô đó? Tròn nhất. Tròn nhất đó hả? Rồi, để coi. Mà giờ thí dụ cô đó chịu không? Chịu. Chịu, xúc dở được ế quá, ai cũng chịu hết trơn. Quá rồi chị ơi. Khổ tâm quá rồi. Bây giờ mời hai bạn hãy nhìn về cửa trái tim. Chị Tường sẽ mở cửa trái tim này ra xem cái cảm nhận ngày hôm nay của hai đứa mình là có trùng khớp với nhau hay không nha. Đúng không em? Xe bét rồi. Có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn ha. Chui. Dạ. Cảm ơn. Em đeo kiến hả chị? Đeo đi em, chứ không đeo kiến lấy gì thấy. Rồi không thấy rồi biết bạn gái mình em sao. Em cũng có món quà tặng anh. Cảm ơn em. Dạ. Hiểu ý nghĩa món quà không? Hồi nãy ta có giới thiệu đó. Dạ. Trời, mà em cho bánh mì không, em không cho cái gì ăn chung cũng khổ à. Dạ, lẽ là cái gì điều thì ra ngoài muốn gì thêm. Rồi bây giờ bữa chọn nào? Biết cô ấy là ai trong bốn cô này chưa? Dạ. Sai rồi, bây giờ sai bị phạt nè. Hát câu nghe coi. Thì anh tặng em bài hát Mãi Mãi Bên Nhau. Mãi Mãi Bên Nhau. Yeah. Em là ai giữa cuộc đời này? Em từ đâu bước đến nơi đây? Làm tôi say, làm tôi khát khao. Trao nhau tình yêu ngọt ngào. Sao đôi ta cứ hoài ngập ngừng? Khi con tim dứt tiếng yêu thương. Đừng ngại chi vì từ bấy lâu lòng này mơ được sánh đôi. Dạ, yeah, cảm ơn. Đây chị. Hết rồi hả? Chết luôn á. Rồi nào, bánh mì nè, bánh mì nè, em thấy có gì đặc biệt không? Em dòm hình thù của nó coi. Trái tim. Phải không? Phải. Phải trái tim không? Hình trái tim. Tôi nhìn ra giống cái mông. Yeah. Bây giờ gặp nhau rồi, tặng quà rồi, bây giờ nói nghe cảm xúc đầu tiên khi nhìn thấy nhau như thế nào, mời em. Bạn gái xinh. Có tròn quá không anh? Anh chưa nhìn kỹ cho nên chưa. Nhìn kỹ đi em, kiếm nhìn kỹ đi, đi hẹn hò mày anh còn chưa nhìn kỹ nữa. Thì chừng nào mới nhìn kỹ? Nếu như mà bạn bè của anh á, con trai nè, bị đê nè, gay nè, lét nè, thì đâu có lý do nào để em ghen. Dạ. Trời ơi, bớt giỡn em. Con bạn em mà con trai bị đê, gay mệt thì tôi ghen luôn à, giỡn à. Tại vì em chơi mấy đó là đi làm chơi quen biết, còn con gái thì cũng được, mà con gái thì bạn gái anh không thích nên anh không có chơi. À, có nghĩa là đó giờ lựa chỉ chơi với bạn trai, không chơi với bạn gái. Đúng rồi. Hoặc là chơi với bạn gái của người bạn trai chơi chung với nhau. Có nào chơi luôn vợ bạn không? Không, không có. Không. Chắc không? Chắc. Bây giờ chị Tường sẽ dành cho hai bạn một chút khoảng không gian riêng để hai bạn trò chuyện với nhau và thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng nha. Rồi, bây giờ chị Tường mời hai em thưởng thức món cá chẽm chiên giòn của nhà hàng Indochine nha. Rất ngon, rất hấp dẫn. Nhưng nhớ vừa ăn vừa tâm sự. Dạ, rồi, mời hai em ngon miệng. Em nghĩ là quen bao lâu thì được? Khoảng tầm 3-4 năm được đúng không anh? Lâu như vậy? Chị ơi. Chị ơi, quen 4 năm rồi kìa. Lâu quen 4 năm mới cho cưới. Tại vì em lâu thấy quá. Cái tính em nó còn con nít đó anh. Từ, lại... từ về là hết nít. Dạ. Chứ là em cũng còn hai đứa em á, em nên em cũng ngại. À, đợi nó lớn xíu nữa anh. Nếu mà đến á thì em sẽ ở đâu? Em muốn ở ngoài, ở riêng hay là ở nhà của anh hay là bác anh ở rể? Dạ, tại vì bên em, gia đình em là quy định là muốn một chị gái là chỉ có được một người ở rể thôi. Nhưng mà em không muốn là mình sẽ là người đó. Nên nếu được thì em về nhà anh cũng được, nhưng mà ở riêng thì thoải mái chứ anh. Cứ ở nhà một trong hai chú đi. Rồi mình tích góp mình mua chung cư ở. Dạ. Anh có đi du lịch xa chỗ nào chưa? Anh đi trong nước thôi. Anh chỉ đi bạn gái thôi. Dạ. Không visa hết trơn. Dạ, ý là em chỉ hỏi là anh có đi du lịch không, để kiểu như là em cũng thuộc diện thích đi du lịch á. Thì em đi, anh đi với em. Dạ. Phải nói trước để anh sắp xếp công việc. À, cái công việc của em và cái về gia đình của em á, phụ buôn bán á. Tại vì buôn bán thì em đi buổi sáng, còn anh đi làm thì em đi buổi tối. Em bận một ngày như vậy. Mà ngày ốp thì em chỉ được rảnh buổi tối thôi, em thấy có được không? Anh mày, thấy có vậy không? Mày muốn em có chồng thì sao? Có chồng thì cái đó em tính sao? Không, mày gì có chồng, ở nhà chồng đi. Hoặc là ở nhà riêng đi.
chỉ đi tập trung đi làm thôi, rồi lo gia đình của em. Dạ. Em ăn thử miếng đi. Dạ. Em thấy anh sao? Dạ anh thấy. Em đoán anh đúng không? Dạ sai luôn. Sai luôn hả? Dạ. Đẹp trai nhất mà sai trời. Tại vì em thấy cao anh. Em thích người cao á anh. Anh cao nhất, cái mà nói anh cao nhất mà. Cao nhất hả? Vậy anh là người ở bé ngoài đúng không? Đúng rồi, đeo cái vỏ. Vậy là em đoán đúng, anh đoán sai rồi. Ờ, đoán sai rồi. Sao rồi, đồ ăn ngon không? Dạ, đồ ăn ngon. Hẹn hò được gì chưa? Quan điểm về hôn nhân của em như thế nào? Quan điểm hôn nhân của em á là xác định quen là xác định cưới. Ví dụ mình dự tính là 1 năm. Ừ. Mình thấy 6 tháng ổn rồi thì cứ cưới luôn đi. Ừ. Đừng có do dự nữa. Ừ. Tại vì hồi nãy chị vừa đi ra chị nghe em giới theo em mét là cô này đòi 4 năm hả? À, 4 năm. 4 năm lâu quá. Ừ, lâu quá. Ai đâu mà rảnh mà đợi 4 năm. Ờ, không rảnh. Còn nếu mà căng thẳng nữa thì anh vô nhà anh hỏi thẳng má anh luôn. Anh vô nhà anh hỏi thẳng má anh luôn. Ừ, đó, đúng. Nhiều khi không mà con gái người ta có quyền người ta nói em ơi, cứ là nói cho nó có giá thôi. Cái này mới quan trọng nè. Theo em nè, lấy nhau về thì trong hai vợ chồng ai sẽ là người quản lý tài chính? Em nghĩ chắc em. Ừ, em nghĩ sao? Vợ hay chồng? Em công khai em được hết. Em công khai được hết. Ừ. Không có giữ lại cho mình nhiều hết hả? Ví dụ như là em cần tiền xài thêm đi thì chủ nhật á em đi chạy xe phụ chị em kiếm tiền thêm xài. Trời đất, còn tiền nhiêu làm đưa vợ hết. Thường thường là em bẩm toán dữ vậy cha. Thường thường là em làm, ví dụ em làm hết được 18 đi. Ừ. 18 là học em không xài. À. Uống ăn chơi không xài. Là đó giờ em cất không để dành không á hả? Vậy chắc để dành cũng nhiều tiền rồi ha. Cũng được. Cũng được. Thôi vậy cũng được rồi, đừng đòi hỏi cao. Ăn thua là ta nói cái sự dẫn dắt khôn khéo của hai vợ chồng. Hôm nay em đi với ai? Có trục chặt là đúng ra là em phải đi tới đúng giờ. Nhưng mà em đi nửa đường thì cái xe con của công ty bị chết máy. Rồi em cũng không liên lạc được với mẹ luôn. Trời là em hẹn mẹ rồi là mẹ hứa đi rồi. À. Nói là có cái chị Cát Tường đó đúng không? Để gặp chị rồi hỏi thăm chị. Rồi cuối cùng cũng trục chặt. Cũng mến mà trục chặt. Mẹ không đi được luôn. Ừ. Rồi tiếc ghê, còn em hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với chị gái em ạ. Chị gái, rồi mời chị gái vô ạ. Chào chị, mình giới thiệu cho bản thân mình trước đi chị tên gì? Dạ em, chào chị Cát Tường. Rồi. Dạ, em tên là Hoa, em là chị lớn của bé Vi ạ. Chị lớn, rồi dạ. Sao chị chưa chịu ngồi ở đây? Dạ tại vì em đang còn học thạc sĩ với chị. Ồ, em mình... còn ham chơi, ham học. Dạ. Mình học ở đâu vậy em? Dạ em học bên Ý ạ. Ồ, học bên Ý, vậy là đang về đi chơi thôi đúng không? Dạ, trốn dịch chị. Thì ở nhà thì em gái mình là một cái người như thế nào? Có điều gì nãy giờ bạn nó chưa có kể với chương trình không? Thực tế thì những gì mà hồi nãy giờ bé Vi nó kể thì chính xác hết đó chị. Dạ. Có một cái nữa là chị sẽ thấy cái cách nói chuyện của bé đó là thậm chí là khi mà bạn trai bên đây hỏi về cái vấn đề mà hẹn hò buổi sáng á thì con bé nó vẫn ưu tiên cái vấn đề là phụ gia đình nhiều hơn. Thì em cũng có khuyên với lại con bé Vi rất là nhiều lần là mình buông bớt đi. Tại thực tế là hai đứa em nhỏ của em nó cũng lớn rồi. Nó có thể phụ cho ba mẹ. Bao nhiêu tuổi với bao nhiêu tuổi rồi em? Dạ, con bé kế Vi là sinh năm 2000 là 21 tuổi rồi chị. Lớn hết rồi. Dạ, con bé Út là 14 tuổi rồi. Tại vì em biết sao không? Nếu mà mình không có cho buông bỏ bớt cho mình một cái dạ, cơ hội rồi. Ví dụ thật sự một người bạn trai ta muốn tới với mình mà chưa cho mình bích đường của người ta hết trơn dạ, em không có thời gian, em bận phụ dạ, người ta rồi. Cũng cảm thấy là dạ, một cái gì chị. Đó khó khăn người ta sẽ rút lui dạ, thật sự rồi. Bây giờ nhiều sự lựa chọn ngoài đường lắm. Em hiểu ý chị nói không? Mình thay đổi tư duy một chút xíu. Đương nhiên mình phải có hiếu, mình lo cho gia đình mình là ok. Thật sự có điều băn khoăn nhất hiện nay của em về gia đình là gì? Dạ tại vì em thấy là hai đứa em còn bận học quá, rồi ba mẹ em cũng lớn tuổi rồi. Phụ được gia đình mình ngày nào hai bữa đó chị. Tại vì mốt em về nhà chồng rồi, lỡ khi là em ở bên chồng em phụ được, không có thời gian phụ cho mẹ em. Nếu mà em không có cái thời gian cho bản thân mình thì làm gì có cái ngày về nhà chồng. Dạ. Còn thật sự báo hiếu cho cha mẹ không phải là một ngày một bữa. Không phải là mình ở với ba mẹ mình mới báo hiếu, mình về nhà chồng là mình không báo. Dạ. Mình nói vậy là sai. Nếu người chồng nào đến với em mà không cho em báo hiếu ba mẹ thì người đó em cũng không nên lấy. Dạ. Chị nói vậy đúng không em? Dạ đúng. Em nói rất là nhiều á chị mà con bé nó không có nghe. À. Dạ. Chứ thấy em sợ là nếu mà em về nhà chồng mà chồng không cho. Trời ơi, sao mà chồng nói câu nghe chơi cho chồng. Bây giờ mà nếu mình lấy được người vợ mà người vợ đó có hiếu thảo với cha mẹ với gia đình rồi cũng lo chăm sóc cho gia đình thì em suy nghĩ như thế nào? Em đồng ý. Đó. Em cũng có hiếu mà. Đúng rồi. Mình tìm người yêu, tìm người bạn đời là cái người hiểu mình, đồng dạ. cảm và chia sẻ với mình mọi thứ trong cuộc sống. Đó mới đúng là một cái tình yêu. Hôm nay quay lại câu chuyện thì bây giờ chị nhận xét bạn trai này như thế nào? Thì hồi nãy giờ em nghe câu chuyện của hai bạn nói thì em cảm thấy hai bạn cũng hợp á, nên cho nhau cơ hội. Ừ. Bạn này thì cũng có vẻ là một người chân thành.
mình có một lời hứa hẹn gì cho chị ta học ở xa, ở nước ngoài về ta không yên tâm. Thì em nói rồi đó, nếu mà chấp nhận hẹn hò thì em tranh thủ giùm anh là từ 3 tháng đi là nhanh nhất, 6 tháng hoặc là chậm nhất là 9 tháng thôi, đừng có lâu quá. Nhưng mà tình yêu cũng phải cho người ta thời gian chín chắn, dạ, người ta mới dám cưới chứ. Gấp quá thì cũng thôi, nửa năm là quá nhiều rồi. Đâu có, mà thời phải một năm. Nhưng mà chị cũng đồng ý, không phải tìm hiểu nhau lâu là hiểu được nhau đâu. Dạ, tại dạ, thật sự là nó có cái duyên. Với lại con người ta bao nhiêu mình chịu khó tập trung tìm hiểu đã lòi ra hết rồi. Dạ dạ, dạ. Quan trọng tìm vợ tìm chồng là tìm cái người có đạo đức. Chỉ cần cảm thấy người đó hợp với mình về mọi thứ là ok, còn tình yêu có thể vun đắp. Rồi, cảm ơn chị nha. Mời chị về để theo dõi tiếp câu chuyện. Bây giờ chơi một chút xíu trò chơi cho nó thư giãn chút nè. Bóc một lá thăm. Hai bạn hãy tưởng tượng đang đi dạo trên bãi biển. Ông đọc chữ không chạy hả ông? Qua đây, đứng qua đây. Đứng lên em gái. Hai bạn tưởng tượng đang nắm tay đi dạo trên bãi biển. Em cầu hôn sao để cho người ta từ 4 năm mà ta chịu xuống đi. Tưởng đó, tượng thì là cục đá nha. Trời ơi, tưởng tượng có cục đá. Đây. Rồi anh đứng núp đây đi. Núp hả? Tôi né. Thì anh với em quen nhau cũng lâu rồi. Mà anh cũng xin phép má em rồi, má em cũng chịu rồi. Dạ. Bây giờ mình cưới nhau nha. Cũng ngại. Nên em từ từ suy nghĩ. Tại vì cái quen nhau 6 tháng rồi, nhưng mà từ cái 6 tháng đó mà đến cái đám cưới á, nó phải mất thêm 4 tháng nữa. Nó để chuẩn bị đó. Dạ. Dạ. Hỏi câu đó là cái trách nhiệm của anh thôi. Trách nhiệm là anh quen bạn gái phải có trách nhiệm thôi. Rồi anh qua nhà đi chơi với em, hoặc là xin phép đi chơi với anh thì cũng phải xin phép ba mẹ em cho mới đi, còn không cho thì ở nhà chơi cho nó an toàn lành mạnh. Yeah. Là anh đang muốn lấy lòng tin của ba mẹ em trước đó. Không, mẹ này là chịu rồi. Tự tin ghê. Tự tin dữ vậy. Ừ, thôi mình đang tưởng tượng đi em, mình cho kết thúc câu chuyện. Mẹ thôi vậy anh mẹ mời ba mẹ rồi, qua nói chuyện với ba mẹ em mẹ đi. Mẹ anh là chịu rồi. Dạ. 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 Rồi về chỗ đi cưng, đưa bạn gái về chỗ đi. Dạ. Rồi tới mình đọc lớn lên coi nào. Bạn gái hãy miêu tả bạn nam giống ba con vật, nhân vật hoạt hình. Bạn nam phải diễn lại đúng ba đáp án đó. Cúc đầu nhìn anh giống Seiko. Seiko. Seiko trong Doraemon. Có coi cái hoạt hình Doraemon không? Đó, Seiko hô cái mỏ đó đó. Ghê quá, mất hình tượng. Dễ thương. Rồi nhân vật thứ hai. Chó. Tôm gì đây có con chó nữa hả? Dạ, con chó mà già mà sổ đó, đó làm đi cưng. Gặp người không vậy? Ra tiếng coi. Nhận gì nghe tiếng giống. Tới đó rồi. Anh chị tới đó rồi em. Rồi con gì nữa? À là có buôn. Có buôn mặt xấu lắm à. Anh ốm rồi quá là có buôn. Ờ, nó ốm thì sao làm có buôn được, này làm chó phóc được, chó biệt rễ. Kêu anh làm con khỉ đi. Ừ, làm con khỉ đi. Em không thích khỉ. Trời đất ơi, nhỏ này cũng ác nữa. Thôi được rồi, nhiêu đó thôi. Đừng có hành hạ anh vậy, đừng có hành hạ anh vậy. Đừng hành hạ anh vậy, bây giờ quan trọng nè. Giờ đem mắt kiến nhìn thẳng nhau nè, 30 giây. Bây giờ mình nói một câu thật lòng thôi. Mình cảm nhận về cuộc gặp mặt này như thế nào? Tại vì em cũng không có mối tình nào đậm sâu á, nên em cũng chưa có biết cảm giác như thế nào. Anh rất là mong đợi cuộc gặp này. Rất là mong đợi. Thật ra ý bạn gái chia sẻ rằng là khi mình chưa có trái tim, mình chưa có tình trường, mình chưa có kinh nghiệm thì mình có thể nhìn nhận mọi việc qua cái lý trí. Nhưng mà nếu mình cảm thấy người này cũng có thể là đầy đủ cái yếu tố để sau này mình có thể tiến tới được, tình yêu thì từ từ nó vun đắp. Ngược lại về chàng trai này cũng vậy, chị cũng chia sẻ cảm ơn em đã yêu quý chương trình. Và ngày nay em ngồi đây chị cũng rất xúc động với những lời em chia sẻ, là em rất là mong chờ cái giây phút này. Bây giờ chị Tường mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý hẹn hò bấm mạnh, không đồng ý nhẹ nhàng lấy tay ra. Đầu tiên có 30 phút ở đây làm sao mà mình hiểu được một con người. Chỉ cần có cơ hội thì mình nên nắm bắt. Nhiều người đã ngồi ở đây và đã tiến tới hôn nhân, sanh con đẻ cái, mời chị Tường đi ăn đám cưới. Cho nên cái nút bấm này nó rất quan trọng. Hãy nhắm mắt lại mới nhận được kết quả của nhau. 1 2 3 3 Hết thời gian. Tôi hồi hộp quá à. Hai người làm tôi hồi hộp quá. Qua đây em trai. Thiệt tình luôn á. Thật ra bây giờ bấm nút rồi chị mới chia sẻ, nắm tay lại nè. Bạn gái chị nghĩ là còn nhiều cái suy tư lắm, nhưng mà cô ấy đúng là
nhờ cái phân tích của chị cô mới bấm nút đó. Quan trọng là cái tấm lòng mình, cái trái tim mình luôn hướng về nhau. Chị hy vọng rằng hôm nay chỉ là cái sự khởi đầu. Hai bạn sẽ cố gắng chăm chút cho cái cây tình yêu của mình nó đâm hoa kết trái. Rồi, gửi tặng em một món quà của chương trình để làm đẹp. Yeah. Là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Đây là những chiếc vé xem phim để hai em có thể có cơ hội tìm hiểu nhau nhiều hơn, lát ra đi xem phim luôn. Khi mà làm mai mối được cho một cặp đôi như thế này, Tường cũng như ekip thực hiện chương trình cũng phải đầu tư rất là nhiều quý vị. Cái lúc mà Tường đếm 1, 2, 3 chứ bản thân Tường cũng rất là hồi hộp và rất là vui khi mà họ đã kết nối được với nhau. Và bây giờ thì Tường xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị khán giả đã luôn luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành và ủng hộ cho chương trình. Mình so với chương trình, thời gian thì nó quá ngắn đi. Nên nói thiệt là mình cũng chưa có cảm xúc gì nhiều. Nhưng mà mình tin, kiểu như là mình hy vọng là ảnh sẽ, sau khi mà khỏi chương trình ấy, mình với ảnh tìm hiểu là ảnh sẽ cho mình một cái cảm giác an toàn. Mình kiếm một người đàn ông là cảm giác an toàn, cảm giác mình có thể đi được lâu dài. Mình cảm thấy ảnh là biết nấu ăn, ảnh chân thành, ảnh cao nữa, cũng phù hợp với một số điểm của mình. Mình có một lời nói với Vi là em hãy tin tưởng anh, hãy đặt niềm tin vào anh. Anh sẽ không làm em thất vọng. Có thể là anh nói hơi nhiều, nhưng mà anh sẽ cố gắng thực hiện những cái lời anh nói ra. Và cũng có thể là anh bỏ sót được cái gì đó, mong em bỏ qua. Thông qua chương trình này thì chị cũng chúc cho hai em là hai em có thể tìm hiểu với nhau. Thì nếu mà hợp thì có thể mau mau về chung một nhà. Các Tường xin nói lời chào tạm biệt.